Rất vui được gặp lại quý vị trên kênh An Tâm Sống Khỏe. Quý vị thân mến, tháng 6 mùa vải nở rộ, chín đỏ, được những người lái buôn chở đi khắp các con phố Hà Nội. Từ xa xưa, loại quả này đã được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng, tổ hợp các loại vitamin, khoáng chất, vân vân. Loại trái cây khoái khẩu này chinh phục mọi lứa tuổi, kể cả những người khó tính nhất. Tuy nhiên, mọi người khi thưởng thức loại quả này thì cần nắm bắt được những thông tin y học quan trọng và những điều tuyệt đối tránh. Vì nếu ăn sai cách, sai thời điểm, trái vải thơm ngon sẽ vô tình trở thành chất độc, gây hại cho sức khỏe của bạn. Vậy nên trong video ngày hôm nay, An Tâm Sống Khỏe sẽ chỉ ra những sai lầm khi ăn vải đã được các chuyên gia y tế khuyên cáo. Xin mời quý vị cùng quan tâm theo dõi. Vải là một loại trái cây mùa hè rất tốt cho sức khỏe, giúp tăng cường miễn dịch, ngừa ung thư, cải thiện tiêu hóa. Là trái cây có hương vị đậm đà, thơm ngon và nhiều tác dụng chữa bệnh, nên vải là sự lựa chọn của rất nhiều người. Theo nghiên cứu, vải có nhiều hàm lượng đường cao, giàu axit hữu cơ, các muối khoáng Ca, Fe, P và các vitamin B1, B2, vân vân. Vì vậy, loại quả này còn được làm thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên, vải là loại quả nóng, nếu không ăn đúng cách sẽ không tốt cho cơ thể. Những sai lầm khi ăn vải. Thứ nhất, ăn quá nhiều. Trong cùi quả vải có nhiều lượng đường glucosa. Nếu ta ăn nhiều một lượng lớn vải tươi một lúc, có thể khiến lượng đường glucosa vào máu vượt quá khả năng hấp thụ chuyển hóa của gan. Khi lượng đường glucosa tăng đột biến, cơ thể phản ứng tiết insulin tăng lên để làm hạ nồng độ đường trong máu xuống, gây phản ứng đường máu thấp, còn gọi là triệu chứng say vải. Khi gặp triệu chứng này, dân gian khuyến cáo nên uống một cốc nước đường sẽ giúp cải thiện tình hình. Nếu ăn quả vải quá nhiều cũng sẽ làm ảnh hưởng đến mức độ đường huyết, thậm chí là làm tăng đường huyết, gây ảnh hưởng đến huyết áp, tim mạch, các hệ cơ quan của người bị bệnh tiểu đường. Nhất là hiện nay, vải thiều đang vào mùa, loại quả này được bán nhiều trên tuyến đường và các khu chợ với mức giá chỉ từ 15 đến 20 nghìn đồng 1 kg, rất phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng. Nhưng những người thường bị nhiệt, tính nóng không nên ăn vải quá nhiều, bởi khi ăn vải vào sẽ làm cho cơ thể thêm nóng, lúc đó trên mặt cơ thể sẽ nổi nhọt, mụn hoặc phát ban. Thậm chí khi quá nóng có thể làm cơ thể mệt mỏi. Với trẻ em, cơ thể đặc biệt là hệ tiêu hóa còn yếu, nếu ăn quá nhiều vải sẽ ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa, thậm chí là gây rối loạn tiêu hóa. Khi đó sẽ xuất hiện hiện tượng tiêu chảy, táo bón, mệt mỏi, biếng ăn ở trẻ. Với bà bầu cũng cần lưu ý khi ăn vải, bởi lượng đường trong vải có thể dẫn đến đường huyết tăng, gây tiểu đường, thai nghén. Khi mang bầu, vốn dĩ bà bầu đã cảm thấy nóng nên nếu ăn lượng vải quá lớn cũng làm tăng cảm giác nóng, gây khó chịu, thậm chí là gây dị ứng với bà bầu. Vì vậy, ăn một lượng quả nhất định và chọn quả tươi, ngon, không bị thối, dập, sâu. Thứ hai, ăn vải khi đói. Nếu ăn vải tươi khi đói sẽ khiến bạn có thể bị say vải với các triệu chứng như hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, chân tay bùn rùn, vân vân. Nguyên nhân của tình trạng say vải là do quả vải có chứa độc tố glycine, ức chế khả năng chuyển hóa glucose trong cơ thể, gây hại đường huyết đột ngột trong máu. Nếu gặp hiện tượng say vải, bạn nên uống một cốc nước đường để cải thiện sức khỏe. Điều đó giúp bù đắp lượng đường do insulin trong cơ thể đã tăng lên để hạ nồng độ đường trong máu xuống quá mức. Thời điểm tốt nhất để ăn vải đó là sau bữa cơm, bởi lúc này cơ thể đã tích lũy đủ lượng muối cần thức ăn nên không sợ say hay nóng. Thứ ba, bỏ lớp màng trắng, phần trắng trên đầu quả vải. Khi bóc vải ra, ta thấy nó có một lớp màng trắng. Nếu không muốn bị nóng, hãy ăn luôn cả lớp màng trắng này, dù nó có vị hơi chát. Và bạn cũng nên nhớ rằng, luôn ăn cả phần trắng trên đầu của hạt vải, những phần đó đều có tác dụng phòng tránh sinh hỏa. Để tránh tình trạng bị nóng do ăn vải, bạn có thể áp dụng những cách sau đây để làm giảm bớt đi tính nóng của quả vải. Để giảm bớt tính nóng của quả vải, khi ăn, cần lưu ý có một số điều để không bị bốc hỏa. Cần chú ý lượng vải ăn cùng một lúc, trái cây càng ăn càng mê, đó là sở thích của nhiều người. Song, cái gì nhiều quá cũng không tốt. Do đó, với người lớn nên ăn khoảng 10 quả cùng một lúc, trẻ em chỉ nên ăn từ 3 đến 4 quả cùng một lúc. Trước khi ăn, bạn có thể bóc vỏ nhưng giữ nguyên lớp màng trắng, sau đó ngâm cả quả, gồm cả lớp màng trắng vào nước muối loãng khoảng từ 15 đến 20 phút trước khi ăn. Cách này sẽ giúp giảm bớt tính hỏa của quả vải. Mặt khác, cũng có thể ăn thêm các đồ mát, đậu xanh trước khi ăn vải. Cách này giúp những đồ mát trung hòa bớt tính nóng của quả vải khi vào cơ thể. Cách làm này cho cơ thể cân bằng, không bị nổi nhọt hoặc phát ban. Cũng có ý kiến nói rằng vào buổi sáng là thời điểm không bị nóng trong ngày vì vải sau một đêm mát mẻ chưa bị hấp thu ánh nắng. Ngoài ra, buổi sáng cũng là lúc có nhiệt độ thấp nhất trong ngày. Người bình thường cũng không nên ăn quá nhiều vải, nhưng có những đối tượng sau đây tuyệt đối không nên ăn vải nếu không muốn hạ độc sức khỏe. Thứ nhất, người bị tiểu đường. Vải thiều không phải là loại hoa quả được khuyến khích cho người tiểu đường.
Báo Chất lượng Việt Nam cho biết, sách thuốc cổ có ghi thường xuyên ăn vải sẽ bổ não, ích trí, khai vị, lợi tỳ, rất tốt cho người mới ốm dậy, suy nhược, gầy yếu, dưỡng da làm đẹp nhan sắc, chữa được nhiều bệnh. Tuy nhiên, vì hàm lượng đường quá cao nên ăn nhiều sẽ làm tăng đường huyết nhanh. Điều này rất không có lợi cho những người bị tiểu đường. Sai lầm thứ hai, người máu nóng, nhiệt miệng, vân vân. Vải thiều là loại quả nổi tiếng có tính nóng. Khi cơ thể bị nóng trong, ăn vải thiều sẽ khiến mụn hay những vết ban đỏ xuất hiện. Thậm chí sẽ dẫn tới các phản ứng xấu như tiêu chảy, đau đầu, chóng mặt, chân tay bùn rùn. Ngoài ra, những người có mắc các bệnh dễ nhiễm cảm, người đang mắc bệnh có đờm, người đang bị thủy đậu, mụn nhọt, rôm sảy, chắp lẹo mắt, v.v. cũng nên hạn chế mức tối đa việc ăn vải thiều. Thứ ba, thai phụ từng mắc chứng tiểu đường, thừa cân. Theo kinh nghiệm của người xưa thì vải là loại quả ngọt, ăn vào giúp dung nhan đẹp hơn. Tuy nhiên, không nên vì thế mà các chị em ăn quá nhiều vải một cách thoải mái, vô tội vạ. Bởi quả vải có hàm lượng đường rất cao, không tốt cho những thai phụ đã từng mắc bệnh tiểu đường cũng như chứng thừa cân. Bên cạnh đó, vải còn có tính nóng nên bà bầu cần hạn chế, không nên bổ sung quá nhiều vào cơ thể. Thứ tư, ăn vải thiều khi bị mụn nhọt. Quả vải chứa nhiều đường lại có tính nóng có thể gây ra mụn nhọt và khiến bị bệnh nhiệt càng thêm trầm trọng. Ngoài ra, những người có bệnh tích đờm trong cổ họng, đang bị bệnh thủy đậu, mụn nhọt, rôm sảy, lẹo mắt, v.v. cần hạn chế ăn vải. Thứ năm, phụ nữ trước và trong kỳ đèn đỏ. Trong một vài ngày trước chu kỳ kinh nguyệt, phụ nữ thường lo âu, trầm cảm, căng thẳng về tình cảm, mất ngủ, khó chịu, bồn chồn, mệt mỏi do sự mất cân bằng của hormone estrogen và progesterone. Do đó, khi đang trong giai đoạn này, chị em cần hạn chế ăn nhiều vải thiều. Nếu chẳng may ăn quá nhiều vải thiều dẫn đến tình trạng bị say vải, thì bạn hãy lưu ý những điều sau đây để có thể giúp người thân trong lúc nguy cấp. Vải là món ăn khoái khẩu, phù hợp với mọi lứa tuổi, do đó, việc ăn vải quá nhiều dẫn tới say vải là có thể xảy ra. Nguyên nhân do củi vải chứa nhiều đường glucosa, khi ăn nhiều một lúc sẽ khiến lượng đường glucosa vào máu vượt quá khả năng hấp thụ chuyển hóa của gan, khiến cơ thể tiết insulin tăng tiết lên để làm hạ nồng độ đường trong máu xuống, gây phản ứng đường trong máu. Trong trường hợp này, chúng ta nên uống một cốc nước đường để cải thiện tình hình. Ngoài ra, để đảm bảo việc thưởng thức vải đạt kết quả tốt nhất, phòng trừ ngộ độc vải, người dân nên ngâm vải vào nước muối loãng trước khi ăn hoặc uống chút nước muối, trà thảo mộc lạnh, canh bí đao, chè đậu xanh, v.v. để phòng trừ ngộ độc vải. Thưa quý vị, ngoài vải thiều, dứa cũng là một loại trái cây được yêu thích trong những ngày hè. Dứa là loại trái cây rất tốt cho hệ tiêu hóa và sức khỏe. Tuy nhiên, một số người đang mắc sai lầm trong ăn uống, sử dụng dứa không hợp lý và đúng lượng cần thiết hàng ngày. Cả dứa và vải thiều đều không ăn đúng cách đều có thể gây ra ngộ độc, vô cùng nguy hiểm cho người sử dụng. Một vài lưu ý dưới đây sẽ giúp quý vị tránh được những tác hại nguy hiểm khi ăn dứa. Thứ nhất, tránh ăn dứa khi đói. Dứa là trái cây nhiều nước, mát, rất thích hợp trong mùa hè. Tuy nhiên, ăn dứa khi đói sẽ khiến cơ thể bị nôn nao, khó chịu. Nguyên nhân là do các chất hữu cơ và bromelain có trong dứa tác động vào niêm mạc dạ dày, ruột để gây nôn nao và khó chịu. Lưu ý thứ hai, không ăn dứa bị dập, nát. Dứa là loại trái cây bụi, mọc sát mặt đất. Vỏ lại xù xì nên quả dứa là nơi cư trú của nấm. Khi dứa bị dập nát, dịch bào thấm ra, nấm sẽ phát triển. Đây là điều kiện thuận lợi cho nấm xâm nhập vào sâu trong quả dứa, gây ngộ độc cho người ăn. Thực tế, có không ít người bị ngộ độc, nặng là tử vong vì ngộ độc dứa. Các triệu chứng đậu độc thường có thể thấy đó là mệt mỏi, khó chịu, ngứa ngáy, nổi mề đay, v.v. Để đề phòng tai biến, nên ăn dứa tươi, còn nguyên, không dập nát. Lưu ý thứ ba, tránh ăn dứa xanh. Ăn dứa chưa chín hoặc uống nước ép dứa chưa chín rất là nguy hiểm. Lúc này, dứa vô cùng độc hại, rất dễ gây tiêu chảy nặng và nôn mửa. Ăn quá nhiều lõi dứa có thể khiến cho búi chất xơ hình thành trong đường ruột. Thứ tư, bà bầu không nên ăn dứa. Dù dứa chứa nhiều chất dinh dưỡng, nhưng các bà bầu, nhất là các bà bầu mới mang thai 3 tháng đầu thì không nên ăn dứa. Theo nghiên cứu, dứa có chứa chất bromelain có tác dụng làm mềm tử cung, kích thích co bóp tử cung, đặc biệt là trái dứa xanh thì tỷ lệ của chất này là rất cao. Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu ăn quá nhiều dứa sẽ gây ra sảy thai. Tuy nhiên, khi dứa bị nấu chín thì chất này sẽ mất đi. Tốt nhất là mẹ bầu nên kiêng loại quả này trong thai kỳ đầu và ăn một lượng vừa phải ở thai kỳ tiếp theo. Thứ năm, tránh ăn dứa khi bị viêm da cơ địa. Trong quả dứa có men bromelain là một loại enzyme có chức năng thủy phân protein, được ứng dụng để trị rất nhiều bệnh khác nhau. Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho thấy rất nhiều người dị ứng loại men này. Sau khi ăn dứa từ 15 phút hoặc lâu hơn, loại men này sẽ kích thích cơ thể sản sinh ra các histamine, làm xuất hiện các triệu chứng như đau quặn bụng, từng cơn, lợm giọng,
buồn nôn, nổi mề đay, ngứa ngáy khó chịu, môi tê dại, khó thở. Những trường hợp này thường xuyên gặp và diễn biến nặng nhất là ở các bệnh nhân có tiền sử cơ địa dị ứng như mề đay, viêm mũi dị ứng, hen phế quản. Thứ 6, tránh xa dứa khi bị đau dạ dày. Quả dứa có nhiều axit hữu cơ và có một số chất enzyme có tác dụng làm tiêu protein, làm tăng viêm loét niêm mạc dạ dày. Vì vậy, dứa không có lợi cho người bị đau dạ dày. Lưu ý thứ 7, tránh ăn dứa khi có bệnh chảy máu. Quả dứa có một loại glucoside có tính chất kích ứng niêm mạc dạ dày, khi ăn nhiều dứa thường gây rát miệng lưỡi, cổ họng tê rát, ngứa ngáy. Do vậy, những người bị bệnh chảy máu hoặc có nguy cơ chảy máu cam, xuất huyết, vết thương lớn, phụ nữ bị băng huyết thì không nên ăn dứa. Lưu ý thứ 8, không ăn dứa khi có tiền sử bị say dứa. Ngộ độc dứa là một bệnh rất thường gặp trong mùa dứa. Nguyên nhân gây ra dị ứng, ngộ độc là do một loại nấm độc Candida tropicalis thường gặp trên mặt đất ẩm. Loại nấm này phát triển mạnh về mùa hè, trùng với mùa dứa chín. Sau khi ăn dứa khoảng từ 30 phút đến 1 giờ, người bệnh cảm thấy mệt mỏi, khó chịu, ngứa dữ dội khắp người và gãi đến sức da, chảy máu vẫn không đỡ. Ngay sau đó, bệnh nhân cảm thấy nóng bừng bừng và nổi bẩn khắp người. Những người đã bị say dứa một lần phải thận trọng khi ăn dứa. Tốt nhất là nên ăn ít để thăm dò dần dần, để phòng cơ thể không chịu được loại thức ăn này. Lưu ý thứ 9, ăn quá nhiều dứa. Ăn quá nhiều dứa có thể dẫn tới tình trạng sưng mắt hoặc đau môi, rát lưỡi và má trong. Đó là do bromelain có đặc tính làm mềm thịt. Tình trạng này sẽ chấm dứt trong vòng vài giờ, nhưng nếu nó vẫn tiếp tục, bạn có thể phát ban, nổi mề đay hoặc khó thở. Lúc đó, bạn nên tìm kiếm sự trợ giúp y tế ngay lập tức. Nhiều trường hợp nặng sẽ dẫn tới bị dị ứng với dứa. Quá nhiều vitamin C có thể dẫn tới tiêu chảy, buồn nôn, đau bụng, ợ nóng, nôn mửa, đau đầu và mất ngủ. Thêm vào đó, quá nhiều bromelain có thể gây phát ban, nôn mửa, tiêu chảy và kinh nguyệt không đều. Bromelain cũng có thể tương tác với một số loại thuốc. Những người sử dụng thuốc kháng sinh, thuốc chống đông máu, chống co giật, chống trầm cảm, chống mất ngủ và thuốc an thần không nên ăn quá nhiều dứa. Cách xử lý đơn giản tại nhà khi bị dị ứng và ngộ độc dứa. Nếu bạn bị dị ứng, ngộ độc nhẹ, có thể xử lý ngay tại nhà bằng cách gây nôn cho người bệnh, dùng tay ngoái vào họng cho nôn ra hết các chất độc vừa ăn phải. Sau đó cho người bệnh uống siro IPK với liều lượng lớn từ 15 đến 30ml, trẻ em từ 1 đến 12 tuổi thì uống 5ml. Cần cho uống than hoạt tính để giải trừ hết độc tố của dứa còn sót lại trong cơ thể. Lấy 20g pha trong 200ml nước uống một lần, uống nhắc lại sau 2 giờ với liều lượng 100g ở người lớn, 25-30g ở trẻ em. Trong trường hợp bị khó thở, suy hô hấp, vân vân, cần đưa bệnh nhân đi cấp cứu tại các cơ sở y tế. Tại cơ sở y tế, bác sĩ sẽ truyền dịch cho bệnh nhân tùy theo tình trạng mất nước do nôn mửa và tiêu chảy. Nhưng cần lưu ý, trụy mạch còn do sốc dị ứng, có khi không mất nước mà vẫn trụy mạch. Nếu cần, theo dõi áp lực tĩnh mạch trung ương mà truyền dịch. Sau khi gọt vỏ dứa xong, hãy cắt thành từng miếng rồi cho vào nước muối nhạt, ngâm trong khoảng 10 phút. Men phân giải protein sẽ bị ức chế trong nước muối. Ngâm như vậy cũng sẽ không thấy bị rát lưỡi khi ăn dứa mà còn có thể làm giảm kích thích niêm mạc miệng và lưỡi, đồng thời sẽ thấy dứa thơm hơn, ngọt hơn. Quý vị thân mến, mùa hè nóng bức khiến các loại trái cây vô cùng được ưa chuộng, dùng để giải khát. Tuy nhiên, bạn hãy lựa chọn và sử dụng vừa phải, đúng liều lượng để không gặp phải những tác hại nguy hiểm tới sức khỏe của bạn và cả gia đình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.